cái là mua là chúng đi xe em. Dạ. Mua gì chúng đi xe? Mua nước ngọt. Vậy đó hả? Mua ở đâu? Mua rồi. Thì bác xe bị ốp đó. À, mày muốn cần cửa hàng nữa ha. Ủa, vậy là mấy bạn còn cặp bông mà chúng giải hả? Ờ, em chúng là cái gì? Em chúng là cái gì? Xe. Chiếc xe, xe đó, đó hả? Cái gì ở đây nó chúng vậy? Ờ, vậy đó. Ờ, chiếc xe nó cũng mấy chục triệu hả? 27 triệu. 27 triệu. Ờ. Đây các bạn ơi, đây là khán giả đã giống như chiếc xe chứ là xe cho khách, chiếc xe là cả nhà. Đây là khán giả đã may mắn chiếc xe ở nhà. Còn bên đây là khán giả đã trúng được vàng. Wow. Vậy là cái chị áo đen là trúng 1 kg vàng hả em? 1 kg vàng. Vậy là anh trúng chiếc xe hả anh? Dạ. Ủa cái này là mua hồi nào mà trúng cái được vậy anh? Vậy đợt chương trình mở ra hồi tháng 12 á. Ờ, bây giờ là chương trình là... Đợt hơi trễ lên trúng đợt 5. Ờ, bây giờ cái chương trình thì còn không anh? Còn. 15 tháng 2 là còn quay 3 đợt. Ờ, và vẫn còn ha. Thế như là mình mua ở ngoài cửa hàng những tiệm đã quá là... Cái lon Pepsi Mirinda mà có cái hình đầu lăn ngoài là có. À vậy đó, là có cơ hội trúng anh ha. À rồi, cảm ơn anh. Bật nắp trúng vàng ngay cả nhà. Đây trúng một chiếc xe luôn. Đây là những khán giả trúng được một chiếc xe cả nhà. Đó, chiếc xe là đẹp quá ha. Giải cao nhất là 1 kg vàng cả nhà. Đấy, có 1 kg vàng luôn á, đó. Người đã trúng giải thưởng là 1 kg vàng. Chúng ta có thể mua ở bất cứ cửa hàng nào mà có hình cái đầu con lăn cả nhà, là mình có cơ hội trúng 1 kg vàng cả nhà, 1 kg vàng và 1 chiếc xe. Đấy.